Chúa. Thánh ơi, bà con ơi, cháy hết rồi, dập tận lửa đi thôi. Bật thương lên. Lấy thêm nước vào. Càng nhiều nước vào càng tốt. Cứ bình tĩnh. Đừng có dối lên. Hất người ra. Hất người ra đi. Bố tốt vào trong kia bê đồ ra đi. Nhanh lên. Chuyển hàng ra nhanh lên. Nước. Lấy thêm nước. Chuyển nước lên đây. Cẩn trương, cẩn trương. Anh để tôi. Cẩn trương, cẩn trương. Anh lên từ đó ra. Mọi người, trẻ em vào đây nhé. Chị Vi cẩn thận nhá. Có một việc này, tôi muốn hỏi ý kiến hai anh về việc tuyển người đi lao động xuất khẩu. Anh Thỏa này, trên địa bàn huyện có những đơn vị nào đang tuyển người? Tôi mới nhận được công văn của ba đơn vị này. Một là của Cục Xuất khẩu Bộ Lao động. Một của Tổng công ty Sukha Lado Bộ Xây dựng. Cái còn lại là của công ty Haloda thuộc Hiệp hội Giao thông Công chính. Ngoài ra cũng còn vài ba đơn vị khác, cán bộ trực tiếp về huyện liên hệ tuyển người. Anh có thể cho tôi biết tên cụ thể của từng đơn vị này không? Việc này tôi giao cho Phòng Lao động. Tôi sẽ giới thiệu anh trực tiếp nắm tình hình tại đó. Hay quá. Sao? Anh cảm thấy có vấn đề gì à? Alo, tôi Thỏa đây. Ông Thanh à? Vâng ạ, báo cáo chủ tịch. Ở chỗ tôi đang xảy ra cháy xưởng mây che đan ạ. Sao? Cả xưởng thêu nữa. Cháy xưởng mây che đan à? Vâng. Cả xưởng thêu nữa. Vâng ạ. Đồng chí cho dân quân bắt ngay những kẻ gây rối. Trước tiên chúng tôi cần xe cứu hỏa. Cần hỗ trợ xe cứu hỏa à? Vâng. Yên tâm, có ngay có ngay. Chúng tôi sẽ trực tiếp xuống Thanh Bình. Vâng, chào anh ạ. Alo, anh Lực phải không? Tôi Thỏa đây. Anh điều gấp hai xe cứu hỏa xuống Thanh Bình. Gọi điện xuống đó, xem cần hỗ trợ cái gì, thì giải quyết ngay. Thế đấy. Lại chuyện Thanh Bình. Thế nào, bây giờ anh có đi luôn cùng chúng tôi không? Anh cho tôi đi cùng với. Mời ông. Nào nhanh lên, xem còn cái gì thì thu nhận hết vào. Ôi trời ơi, cháy khiếp quá. Sao lại cháy to như thế này, tàn nát hết cả rồi. Chào các anh. Nào Lập. Anh Thanh đâu? Dạ anh Thanh bị thương đang ngồi kia. Thế nào, có sao không? Dạ xây sát nhẹ thôi các anh ạ. Chào anh ạ. Đầu đuôi vụ cháy xảy ra thế nào anh Lập? Báo cáo anh, ngọn lửa khởi đầu từ xưởng thêu gen. Mấy cô thanh niên đang làm, bỗng thấy khói mù mịt bốc ra từ gian nhà kho phía đầu hồi. Họ chạy ra kêu cứu, chúng tôi bổ tới tìm mọi cách dập lửa. Thế rồi không ai hiểu bằng cách nào mà ngọn lửa lại vượt qua được cả một khoảng ao rộng, lan sang nhà kho mây che đan. Cái nhà kho vốn đã chật cứng hàng mây che trả về từ hôm trước, hôm qua lại dồn thêm một ô tô nữa, khiến cho chúng tôi lúng túng không biết xoay sở thế nào cả. Nguy quá, toàn những vật liệu dễ cháy, chỉ cần một que diêm thôi là có thể cháy đùng đùng. May mà nhờ có xe cứu hỏa của huyện trợ giúp, chứ không thì hậu quả không biết đến đâu nữa. Vâng. Cô Thiết này. Dạ, bên tôi công đây an các cậu phải phối hợp với công an huyện tìm cho ra nguyên nhân sự cố nó là cái gì. Vâng ạ. Do chập điện, hoặc do hút thuốc, hay sơ ý khi châm lửa, hoặc do kẻ xấu cố ý gây ra để tạo scandal về chính trị, mà cũng có khi lại là một phản ứng về kinh tế, muốn phi tang giấy tờ chứng từ gì đó. Vâng, báo cáo chủ tịch, anh em chúng tôi cũng đang khám nghiệm hiện trường ạ. Báo cáo các anh, vụ cháy nếu xét về thiệt hại kinh tế thực sự thì chưa đáng kể, bởi ở xưởng thêu các gia đình đã mang hết khung thêu và phụ liệu sản xuất về nhà mình. Riêng ở xưởng mây che đan gần đây cũng gần như trống rỗng, vì số hàng công ty mới trả lại cũng coi như là đổ phế phẩm. Tuy nhiên nếu xét về yếu tố chính trị thì... thôi, tôi hiểu ý đồng chí Thanh muốn nói gì rồi, nhưng tạm thời chúng ta chưa nên kết luận trước khi có ý kiến của lực lượng phòng cháy chữa cháy về những dấu vết ở hiện trường. Trong trường hợp có dấu hiệu của sự phá hoại gây rối, huyện
sẽ giao trách nhiệm cho công an huyện, phối hợp với đảng ủy, với công an xã, tìm bằng được thủ phạm. Nhưng tôi nhấn mạnh, khi chưa rõ nguyên nhân cháy, chúng ta chỉ có quyền báo cáo lên cấp trên. Đây là một vụ cháy thuần túy, như bao vụ cháy khác, tức là hoàn toàn do sơ suất, do ngẫu nhiên. Nghiêm cấm mọi thông tin thất thiệt, tin đồn nhảm, gây hoang mang trong quần chúng. Dạ. Các đồng chí rõ chưa? Rõ rồi, rõ. Chúng tôi sẽ chấp hành. Bây giờ đưa đồng chí Thanh về nghỉ ngơi đi. Dạ vâng. Tất cả các đồng chí đôn đốc bà con dọn dẹp sơ bộ rồi bảo vệ hiện trường. Về đi anh. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Ừ. Thôi chúng ta cũng về đi. Chào các anh. Chào các bác ạ. Chào các anh ạ. Anh Hoài, anh về nhà tôi đi. Tôi quay về huyện lấy xe máy xong quay lại đây với ông. Nhá. Chào anh. Anh ơi, mình đi về đi. Đi anh. Bằng vào sự chiêm nghiệm của một người viết báo lại gắn bó với Giang Thủy nhiều năm trời, tôi cho rằng vụ cháy vừa rồi là điều tất yếu. Đó là dấu chấm hết cho một giai đoạn tập thể hóa khá thô thiển và ấu trĩ, theo lối ghi tên đánh trống, cha chung không ai khóc. Xin lỗi, tôi có đang nói những gì quá không hợp các anh? Không đâu, ông cứ nói tiếp đi. Theo tôi nghĩ, bà con tự đốt mấy cái cơ sở tiểu thủ công mỹ nghệ đó đấy, chẳng phải do sơ ý hay bất cẩn gì đâu. Quả là với nhà báo, không có gì giấu nổi. Vụ cháy rõ là một phần phản kháng của những người làm nghề phụ ở Thanh Bình, buộc huyện và tỉnh phải can thiệp nhằm đòi hỏi quyền lợi của họ. Nhưng để giữ yên cho địa phương, tôi đề nghị nhà báo không viết vụ này trên báo. Tôi rất hiểu và thông cảm với tình hình của địa phương. Các anh đã nhìn thấy vấn đề. Tôi tin chắc các anh sẽ có hướng giải quyết. Tôi chỉ thổ lộ với các anh một tâm sự của riêng tôi. Dân Thanh Bình tốt lắm. Hoàn toàn không có âm mưu chính trị hay tư tưởng phản động gì đâu. Vụ cháy là một cảnh báo để nhà nước cần có những chính sách điều chỉnh với người nông dân. Nó là tích tụ những uất ức bấy lâu nay đối với đối tác tiêu thụ sản phẩm, cũng tức là phản kháng với một bộ phận của nhà nước, buộc nhà nước phải có những chính sách thỏa đáng với họ. Tất nhiên trong chuyện này có kẻ chủ mưu, nhưng theo tôi đó không phải là đối tượng của chuyên chính. Trước mắt phải tìm cách củng cố nghề phụ ở Thanh Bình cũng như các xã khác trong huyện. Muốn vậy, huyện phải đề nghị với tỉnh buộc công ty xuất khẩu phải thanh toán toàn bộ sản phẩm đã nhập của xã viên Thanh Bình. Đấy chính là những kiến nghị của tôi nếu tôi viết trên mặt báo. Ông thực sự là một nhà báo của nông dân. Cảm ơn ông đã cho chúng tôi những gợi ý hết sức quý báu. Và tiếp thêm cho chúng mình cả lòng dũng cảm nữa chứ. Nào, mời ông. Vâng. Nào. Mời ông. Các anh mời nước. Mẹ, đây là quê của mẹ à? À, chưa đâu con. Còn phải đi một quãng nữa mới tới cơ. Tại sao mẹ không nói mấy người kia chở đi? Không cần đâu con ạ. Tí nữa sẽ có người đến đón rồi chở mẹ con mình về nhà. Chị ơi, chị có phải là chị Loan, làng Phương Tú vừa trong Nam ra không ạ? Dạ phải, tôi là Loan ạ. Thế còn cậu là? À, em là Trịnh, con ông cả Trình. Thấy em xe em ra bến xe đón chị ạ. Tôi đang lo. À con ơi, đây là chú Trịnh. Con chào chú đi con. Con chào chú Trịnh nha. Chào cháu, đẹp trai ghê. Thôi hai mẹ con lên xe đi. Dạ vâng ạ. Ngồi cẩn thận nhá. Được chưa chị? Dạ được rồi ạ. Em đi nhá. Ừ. Vâng. Trông khác quá cậu chị nhỉ? Chị sao quê bao lâu rồi? Cũng gần 20 năm rồi còn gì. Ui giời, chị thấy khác là phải. Đường làng bây giờ nhiều nhà cửa thế này,
làng mình bây giờ biến thành phố cả rồi. Gì thế em? Hình như đằng trước có tai nạn chị ạ. À. Chạy đi, anh Đức, chạy đi mà. Anh Đức, nhanh lên, nhanh lên. Chạy đi, không người ta giết chết anh bây giờ. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Mẹ ơi, mẹ bị làm sao thế? Chị Loan, sao mặt mày chị tái mét thế kia? Không, không sao. Chắc là tại thấy tai nạn thôi mà. Em cũng vậy. Em cũng sợ nhìn thấy máu lắm. Thôi được rồi, để em đi đường khác cho nhanh chị nhé. Bà con dẹp ra để chúng tôi làm nhiệm vụ nào. Chào anh, tình hình thế nào? Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện. Lái xe đã bỏ trốn, hiện trường chỉ còn lại cô gái đang ngồi đằng kia. Này cô, cô là người nhà có Đắc phải không? Chú ơi, chú cứu anh ấy mà có làm sao thì cháu không sống nổi. Được rồi, cô cứ bình tĩnh, để tôi xem sự thể đầu đuôi ra sao đã. Dẫu gì cậu Đắc cũng là nhân viên của tôi. Nếu làm được gì để giúp cho cậu ấy thì tôi sẽ cố hết sức. Cô cứ yên tâm. Hồ, để bác đợi từ nãy đến giờ. Đợi thì đã sao? Tối nay tôi ngủ lại đây cơ mà. Cơ mà em sợ bác đói bụng. Chẳng hiểu họp hành gì mà mãi lúc không nãy về. Tôi qua đấy, Thành có nói với tôi là cậu ta phải chủ trì cuộc họp đảng ủy mở rộng để xử lý sự cố đám cháy xảy ra cô ạ. Ui đấy, nhà em về đi rồi bác ạ. Ui dồi, anh, sao anh đi lâu thế? Để bác Hoài bác đợi mãi. Xin lỗi bác Hoài nhé. Giờ mới xong bác ạ. Em lấy cho anh bộ quần áo, tắm ù cái, còn tiếp bác Hoài. Dạ vâng. Vất vả quá nhỉ. Công việc vẫn thế, bác còn lạ gì nữa. Anh, em đi tắm ù đi. Chứ bác Hoài bác đợi mở mắt, đói lắm rồi đấy. Sao em không mời bác dùng cơm trước đi? Ôi dồi ôi, em nói rồi, nhưng mà bác ấy có nghe đâu. Cô Vi không biết uống rượu, làm sao mà tôi ngồi ăn được. Thôi, bác vào ngồi đi, tắm ù cái là xong. Bác Hoài này, nếu nhà em có hỏi đến khoản tiền mà em đưa cho cháu Vân ấy, em nhờ bác nói với nhà em là đấy là khoản tiền mà vợ chồng bác vay giúp em nhá. Em không muốn. Ông Cơ có nói với tôi chuyện đấy rồi. Tôi rất hiểu và thông cảm với cô. Cô yên tâm, chuyện vay tiền của Cơ chỉ có tôi với cô biết thôi. Dạ vâng. Em cũng chẳng hiểu làm sao lúc đấy em lại cầm tiền của anh Cơ. Em ngu dại quá. Từ đó tới nay em cứ cảm thấy mình như là người có tội. Đừng cả nghĩ quá cô Vi ạ. Đôi khi có những tình cảm mà chúng ta đừng mất công lý giải nó làm gì. Nhớ về nó cũng là chuyện thường tình. Con người chứ đâu phải là gỗ đá mà bảo là vô tri vô giác. Dạ. À thôi, bà chủ cho anh em chúng tôi đánh chén đi. Mùi dạ cá vâng. Nấu ám, thơm điếc cả mũi. Khiến con tì con vị trong bụng đang biểu tình rầm rầm đây này. Dạ vâng, bác đợi em một tí ạ. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, con run xéo mãi cũng quằn. Đằng này, chồng cô là con người. Ai chửi cô như vậy, cô có để yên không nào? Giả néo thì đứt dây, ghê gớm nó vừa vừa thôi. Nhưng mà em điên lắm không chịu được. Ai bảo lão ấy cứ việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Cô có chứng cớ gì không? Hay là chỉ ghen bóng ghen gió thôi? Cái chị này, thế em là em của chị hay là lão ấy mà cứ bênh chằm chằm ấy? Trời ơi, cô cứ soi lại mình đi. Em thì làm sao? Cái ngày hai đứa thậm thụt với nhau ở tiệm may ấy, cô có nghĩ đến chuyện cái bà vợ già của lão Cơ ấy, bà ấy tìm đến cô để bà ấy đòi gọt đầu bôi vôi không? Em thách đấy. Này, thôi, về đi. Gặp bố thằng Căn ấy, lựa lời mà làm lành nghe chưa? Cần một tấm chồng thì đấy có rồi,
muốn có một đứa con thì thằng Căn đấy. Bớt điên khùng đi, tập trung vào mà kiếm tiền. Ui giời. Này, nếu cú quá ấy, thì ông ăn trả, bà ăn em. Cần quái gì? Rồi, em biết rồi. Em đi về đây. Vết thương có nặng không? Mấy đứa ở trạm xá cứ đòi băng bó tùm lum. Rõ khổ. Mảnh kính nó sượt qua mặt một tí. Nhằm nhò gì? Hả? Chúng nó bảo thấy máu chảy ròng ròng trên mặt anh. Thế mà còn bảo chẳng nhằm nhò gì. Dạ, 12 anh ạ. Thơm quá. Mới chỉ nhìn thôi mà bụng đã réo ủng ục rồi. Dạ, mời anh. Đây là cá ở trang trại đầm sen của chú Thiết đấy ạ. Anh ạ, anh Thanh nhắn về là bắt con gà để nấu cháo. Nhưng em biết, anh Hoài chỉ thích những món dân dã ở nhà quê thôi. Bà này đi guốc trong bụng tôi đấy. Thảo nào mỗi lần cái Vân về nhà, tha lên thôi thì đủ thứ luôn của ốc ếch. À này, thế trang trại cậu Thiết dạo này thế nào nhỉ? Đã tìm ra thủ phạm ăn trộm bò hôm đám tang ông Trạc chưa? Vẫn chưa tìm ra ông ạ. Bọn trộm nhằm đúng ông phó công an xã mà ra đòn. Thế mới đau chứ. Chúng tôi cú 1 thì thằng Thiết nó phải cú 10. Nó nghi mấy thằng nghiện con ông Cản và bọn thanh niên hư hỏng nhà họ Đào ấy. Chiều nay nó quả quyết với tôi. Bọn trộm bò và bọn đốt 2 nhà xưởng là 1. Ông có biết 2 thằng bị công an bắt giải lên huyện hôm qua không? Có. Tôi có nghe ông Toại nói qua. 2 thằng ấy hiện đang đứng đầu sổ đen của nhà Thiết đấy. Suốt ngày chúng tụ tập đánh sóc đĩa này, rồi hút hít ở chính quán nhà lão Cản đấy. Sạt phạt nhau chán, buổi tối lại rủ nhau đi ăn trộm con bò nhà Thiết. Nếu đúng là do chúng nó bắt trộm thì bây giờ cũng thành mây thành khói hết rồi. Quái lạ, con bò chứ có phải cái kim đâu. 1 con chứ 10 con thì cũng thế thôi. Ông quan liều quá rồi. Này, ở bên kia sông có thôn vực chuyên nghề mổ bò, ông không biết à? Ôi tôi chết, em quên lấy rượu. Duyên quá nhỉ. Hai anh đợi em tí nhá. Thế chuyện làm vực sao rồi? Ông nói tiếp đi. Nó là thế này. Ngày xưa ấy, cái việc giết mổ gia súc vẫn còn bị cấm. Cả tổ công an huyện xuống nằm vùng ở thôn ấy cả tháng. Vậy mà mỗi đêm vẫn có 1 vài con bò bị giết thịt mang đi Hà Nội tiêu thụ. Ghê nhỉ. Lạ nhất là có 1 lò mổ ngay đằng sau nhà phó chủ tịch kiêm công an xã. Nó như hầm địa đạo của Củ Chi ông ạ. Đào sâu dưới lòng đất hơn 2 mét, có gạch ốp đàng hoàng, lại có 1 lối thông ra cả bờ sông. Kiểu như là cống ngầm bên Tây hả? Chắc là thế ông ạ. Sau này người ta mới ngớ ra chính ông chủ tịch cũng có phần ở cái lò mổ ấy. Hóa ra ông chủ tịch làm điệp viên 2 mang. Như thế là sao? Thì ban ngày là người của nhà nước, ban đêm ngấm ngầm phục vụ cánh mổ bò. Mà chẳng cứ gì một mình ông ấy đâu, cả làng đều như vậy. Phép vua thua lệ làng mà. Ai mà cưỡng lại chỉ có mà bán sới. Chuyện đấy thì tôi hiểu. Mà này, người ta có nói đùa nhá. Chỉ cần dắt 1 con bò vào đầu làng vực thôi, đầu kia sẽ bốc lên mùi phở thơm điếc mũi. Theo thống kê, mỗi năm làng đó giết mổ không dưới 1.000 con bò. Úi giời, thế cơ à? Cậu Thiết đã từng đi khắp các lò mổ ở thôn vực ấy rồi. Chỉ cần sót lại 1 tấm da, 1 cái móng chân của con bò ấy thôi là cậu ấy nhận ra ngay. Vậy mà cậu ấy phải chào thua cả cái đứa ăn trộm bò lẫn cái đám mổ bò ấy đấy. Anh rót rượu cho anh ấy đi. Cô Vi, ngồi ăn luôn cùng với anh em tôi. Dạ. Ở đây. Thế cháu Thành đâu rồi? Dạ, mời hai anh cứ tự nhiên ạ.
Mẹ con em vô phép đã ăn trước rồi à? Cháu Thành xin phép qua nhà bạn chơi rồi. Dạ, các anh uống một chút rượu cho giãn xương cốt ạ. Món cá này thì phải có rượu, ăn nóng mới ngon anh ạ. À nào, à mời, dạ, mời, mời bác ạ. Ông Thành sướng thật đấy, có bà vợ đảm lại khéo chiều chồng. Bác nói thế nào ấy chứ, vợ em còn vụng vẻ lắm bác ạ. Dạ mời bác ạ. Nhìn cô Vi lúc này tôi lại nhớ tới hình bóng của mẹ tôi. Ngày xưa mỗi lần bố tôi có khách ấy là mẹ tôi luôn ở bên cạnh bố tôi để hầu rượu ông cụ và các bạn. Mâm rượu có thể diễn ra hàng giờ, thậm chí kéo dài từ chập tối đến nửa đêm. Mặc bà cụ mặt vẫn tươi như hoa, nhẫn nại, dịu dàng, gấp từng đũa thức ăn, hâm nóng bát canh, thay cái khăn tay, lấy tăm cho mọi người. Bây giờ, những người vợ như thế thật là hiếm đấy. Bởi thế, tôi mới có ý ghen tị. Khi ông có bà Vi ở bên cạnh. Thôi, mời bác dùng đi không thì nguội mất. Nào. Dạ vâng, mời bác. Mà thế quái nào, ông lại đánh được chiếc xe tải ra khỏi đám cháy nhỉ? À, có gì đâu. Ngày tôi nằm điều trị ở quân y viện ấy, vết thương thì nó đã lành từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa được ra viện. Buồn tình, tôi hay tha thần lẻn trốn sang nơi đóng quân của một đơn vị vận tải đóng ở gần đó. Rách việc, vật này bọn lính xế cho lên xe lái thử. Này, ngày ấy giữa những khoảng trống mênh mông của rừng khộp, tôi cứ chạy bạt mạng đi, chả mấy mà lái được. Đã kể mà bổ túc thêm một chút ít về luật giao thông, rồi đăng ký thi lấy bằng, có khi bây giờ lại thành anh lái xe chính cống rồi ấy. À, có lẽ cái chuyện biết lái xe của tôi là do ông trời dạy. Nào, ta 100% rồi làm bát cháo cho ấm bụng. Còn một việc này nữa, tôi đang muốn viết về đề tài lao động xuất khẩu. Nghe nói là xã ta được phân phối một số chỉ tiêu đi lao động Hàn Quốc. Việc này là do ông Thiền móc nối được. Ông ấy cũng có báo cáo với xã rồi. Hiện đã hoàn thiện được 20 hồ sơ. Đang thu tiền đóng đợt đầu rồi. Mà nhà tôi đây này cũng đang chạy ngược chạy xuôi, vay tiền để đóng cho thằng Thành. Tôi cản mãi mà chẳng xong. Nếu thế việc cho cháu Thành đi là hợp lý, thì tại sao ông lại cản? Chuyện tiền bạc nếu có khó khăn gì thì ông bà cứ nói. Vợ chồng tôi giúp được đến đâu thì sẽ hết mình. Dạ, cảm ơn bác ạ. Dạ, bác dùng tí cháo chưa để em lấy vào bát ạ. À, cảm ơn cô. Cô cứ để đấy kệ tôi. Tôi còn uống rượu đã. Dạ vâng. À, mời anh. Mẹ vào được không Yến ơi? Cô Nga về rồi à mẹ? Ừ. Thế con đã chuẩn bị xong hết chưa? Chỉ còn hơn một tiếng nữa là tàu chạy đấy. Đâu vào đấy cả rồi mẹ ạ. Anh Danh đang chuẩn bị đến đón con. Mẹ ngồi đi. Sao mẹ nhìn con lạ thế? Yến. Dạ. Ngồi xuống đây mẹ bảo. Dạ, con nghe đây ạ. Con có thai với thằng Danh rồi phải không? Ừ, dạ, con... Sao mẹ lại nói thế? Mọi thứ ở con đang đổi khác.
từ sắc mặt, giọng nói, dáng đi. Mẹ để ý, cuối tháng vừa rồi, con còn không dùng đến băng vệ sinh. Mà thậm chí, con còn giả vờ dùng để lừa mẹ, đúng không? Vâng, vì thế mẹ mới bố trí cho con đi Sapa đợt này. Trước đây mẹ giữ cho con, nhưng bây giờ thì không. Mẹ đã biết hết chuyện rồi. Mẹ chỉ hỏi con, thằng Danh nó đã biết chuyện này chưa? Dạ chưa, con cũng chưa muốn nói cho anh ấy biết. Mới lại thực ra con vẫn chưa tin lắm, biết đâu chỉ là chậm kinh hay là rối loạn chu kỳ thì sao. Vậy là tốt đấy. Mẹ dặn nhá, tuyệt đối không được cho thằng Danh nó biết vội. Cứ để cho qua một tháng đã, cho nó chắc ăn. Tức là mẹ đồng ý cho con giữ nếu con có thai ạ? Chứ còn gì nữa, bằng mọi cách phải giữ. Nhưng mà Danh không đồng ý, bắt con bỏ đi thì sao? Không bao giờ, hiểu chưa? Không có một người đàn bà nào ngu dại lại bỏ đi giọt máu đầu tiên của đời mình. Con hãy biết tự bảo vệ mình trước đã. Khi nào cần báo cho Danh, mẹ sẽ bảo. Nhưng mà nhỡ Danh biết... Này, con cứ làm ra vẻ ngu ngơ, không tin rằng chuyện đó xảy ra. Mẹ nhắc lại nhá, phải bằng mọi cách giữ lấy cái thai. Phải bảo vệ nó như là vật quý giá nhất của đời con ấy. Nếu như con không muốn mất thằng Danh... Mẹ nói gì con chẳng hiểu gì cả. Thế con tưởng là con ăn đứt tất cả những đứa con gái khác mà thằng Danh nó đã gặp à? Ôi trời ơi, đừng có ngây thơ như thế. Con gái ạ, thằng Danh ấy là một chàng trai sáng giá, cao giáo, đẹp trai, con nhà quan, có địa vị, từng tốt nghiệp bằng kiến trúc sư loại ưu, đang chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ, hiện đang sở hữu một căn biệt thự ở làng du lịch, cả một tương lai tiền đồ ở phía trước ấy. Này, thế con không nghĩ đó là hình mẫu lý tưởng của các siêu sao, của hoa hậu à? Nhưng mà con không nghĩ anh Danh là người dễ thay lòng đổi dạ thế đâu. Với lại bọn con thật lòng yêu nhau đấy. Thôi thôi thôi, đừng có quá tin một cách mơ hồ như thế. Vấn đề, nếu để thằng Danh nó biết con mang thai vào đúng thời điểm này thì chắc chắn nó sẽ bắt con đi nạo thai. Bố nó vừa mới mất xong, làm sao gia đình người ta để cho hai đứa chúng mày làm đám cưới nào. Nếu con chấp nhận đi nạo thai thì đó là một thất bại đấy. Thằng Danh nó chạy làng thì sao? Ai dám chắc là nó chung thủy với con nào? Không. Đừng bao giờ để cái trường hợp ấy xảy ra nhá. Và muốn như thế thì con phải bằng mọi giá giữ lại cái thai ạ. Đúng như thế. Đó là bằng chứng, là vật trao đổi vô giá trong lúc này. Mẹ dặn này, lên đó ấy, con đừng có chạy nhảy, bơi lội mạnh mẽ nhá. Nói chung là đừng có vận động mạnh. Mà cũng đừng để cho thằng Danh nó quan hệ quá mức. Trong thời điểm này, những cái việc đó rất dễ dẫn đến hư thai đấy. Vâng, con sẽ làm theo lời mẹ. Lá rụng về cội, quê hương bản quán là nơi mà không ai dứt bỏ được. Mẹ con cháu giờ tìm về đây, như vậy là rất hợp lẽ. Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú gì. Chú tuy không phải là chú ruột của cháu, nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cháu cần gì cứ nói với chú, đừng ngại. Dạ, mẹ con cháu cảm ơn chú ạ. Thôi, khuya rồi, cháu đi nghỉ đi. Sáng mai, chú đưa ra mộ thắp hương cho thầy u cháu. À, công tắc đèn ở đây nhá. Nếu cháu quen ngủ để đèn, không cần phải tắt điện đâu.
Em bất lực rồi. Em không tài nào tìm thấy anh Cơ được. Em muốn đưa con chúng mình về quê, nhận mẹ già, nhận họ hàng. Nhưng ai sẽ giúp em bây giờ? Em cảm thấy sợ quá. Cô Thắm có nhà không? Cô Thắm ơi! Cô Thắm ơi! Ai hỏi gì đây? Dạ, cháu tìm cô Thắm ạ. Cô có thư. Tôi đây. Chào cho cô ạ. Cậu hỏi tôi à? Vâng, cô có thư ạ. Thư của ai đấy? Cô đọc rồi cô sẽ biết ạ. Thắm ơi, còn nhớ mình không? Loan đây, Loan sợ đỉa Phương Tú ngày xưa đây. Đừng nghĩ rằng mình đã chết hoặc mất tích. Mình và con trai đã về. Sang ngay với mình tí tẹo được không? Mình đang cần gặp Thắm lắm lắm. Mình nài nỉ Thắm đấy. Loan à? Loan nào nhỉ? Đi làm vui nhờ. Này đó, con đỉa nó bấu vào đùi cái Loan. Nó bò cao lên một tí, xem mày có dám thò mập vào hút không. Hút mày, không, không. Để tao nhá Đắc ơi. Này 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 Đắc ơi, nhìn mông nó con thích không? Có trắng như giấy vở của chúng mình không? Con đánh chết mày bây giờ. Thằng này bồ láo, con đỉa nó bám vào đùi non. Làm sao mày biết mông của nó trắng? Thằng Đắc sướng thật, được hôn vào đùi non của cô nàng. Thằng Đắc nó sướng, cũng như bọn mình sướng, bởi vì mình là bạn của nó cơ mà. Ông muốn nói cái gì đấy hả? Này Thắm, mày có dám đi chơi với nó một tuần không? Một tháng là đằng khác, một tuần thì nhăm nho đi. Chỉ được cái nói lại thôi. Cái Loan ra vẻ sợ để cho thằng Đắc nó bắt đỉa hộ chứ gì. Đúng rồi, con gái nhà quê chúng mình thì làm chó chứ có đứa nào sợ đỉa. Tao sợ thật mà, cóc thèm chơi với chúng mày nữa. Mình nhớ rồi, Loan. Nếu cô nhận lời sang chơi với chị Loan cháu, cháu sẽ đưa cô đi luôn ạ. Nó gặp mình có việc gì nhỉ? Hay là nó đưa con của nó với lão Đắc về? Cậu chờ tôi tí nhá. Vâng ạ. Cậu đợi ai đấy? Cháu đợi đưa cô Thắm đi ạ. Mày cô đi đâu? À? Này, đi ngay ra ngoài xưởng mây che đan với cô. Cháu phải lên Phương Tú có chút việc. Lát cháu về cháu qua xưởng nhá. Này, không được. Lão Thẳng vừa từ quán thằng cha cản về, đang tung tin ầm lên là cô cháu mình cố tình đốt xưởng để hủy đi giấy tờ sổ sách kia kìa. Này, mày đi với cô, lên cho bọn họ một trận. Khổ quá, nói gì là về cùng người ta. Hóa đơn chứng từ cô cháu mình giữ đầy đủ thì cô lo cái gì chứ? Cháu phải đi chút việc đã. Lát về cháu qua nhá. Nào, đi thôi cậu. Vâng ạ. Ôi, dừng lại đã.
Đường xấu, cô người xe bị sóc quá phải không ạ? Cháu sẽ đi chậm lại nữa vậy. Cậu là thế nào với cô Loan? À, cháu là em họ chị ấy. Chị Loan gọi bố cháu là chú. Từ thủ bé tới giờ, cháu mới được gặp chị ấy. Nghe bố cháu bảo, chị ấy vào Nam sinh sống từ 20 năm trước cơ. Từ miền Nam ra, chứ không phải ở Hà Nội à? Chị, cháu ở bên Hòa. Thằng Sang con chị ấy, còn nói đặc sệt giọng Nam Bộ ấy. Có hai mẹ con ra à? Vâng. Chứ không phải là đi cùng với Lão Đắc à? Thôi, đi tiếp đi. Dạ. Thắm, Thắm phải không? Loan đây à? Này, gặp cậu ngoài đường có lẽ mình không nhận ra mất. Vào nhà đi. Cậu vẫn hệt như xưa, vẫn là cô gái của xã Thanh Bình ngày nào. Ra rồi, làm sao mà được như ngày xưa nữa. Chỉ có cậu là vẫn trẻ, vẫn đẹp thôi. Cậu uống nước đi. Cảm ơn cậu đã khen. Sao rồi, cậu với anh Đạt dạo này thế nào? Hai người sống với nhau có hạnh phúc không? Cậu không biết gì à? Có chuyện gì à? Mình đi khỏi làng cũng 20 năm rồi. Lỡ có nói điều gì không phải, Thắm bỏ quá cho. Không có gì đâu. Chỉ là cậu không biết thôi. Anh Đạt hy sinh ở mặt trận biên giới phía Bắc từ năm 79. Trời đất ơi. Mình xin lỗi. Thực sự là mình hoàn toàn không biết gì cả. Thế bây giờ xây dựng với ai? Cậu sao thế? Có điều gì khó nói à? Thế cậu không biết gì thật à? Này, sao dạo này tao trông mày hốc hác thế? Mà mày lặn lội từ Phương Tú lên đây tìm tao, chắc là có chuyện gì gấp lắm phải không? Hay, mày nói cái gì đi chứ? Thắm, mày là đứa bạn thân của tao. Tao muốn nhờ cậy mày một việc. Nhưng mày phải hứa với tao là không được từ chối nhá. Ô, con này hay nhỉ? Mày phải nói chuyện gì thì tao mới biết là có giúp được hay không chứ. Mày làm được mà, tao tin là như vậy. Thắm ơi, tao sắp phải đi xa rồi. Ô, đi xa? Đi đâu? Mày đừng hỏi. Mày chỉ cần biết là tao không thể ở lại quê được, cho dù tao không hề muốn như thế. Nhất là lúc Đắc còn đang ở tù thế này. Nhưng tao không thể làm khác được. Thắm, tao muốn nhờ mày, sau khi anh Đắc ra tù, mày để ý đến anh ấy hộ tao nhá. Và nhớ đừng có nói là trước khi đi xa, tao tới tìm mày nhá. Tao chẳng hiểu mày đang nói cái gì nữa cả. Thôi, lúc này tao đang bấn loạn lắm, tao chẳng biết giải thích gì cho mày nữa. Khổ quá, bây giờ có chuyện gì mày phải nói rõ ra chứ. Chứ mày cứ lấp la lấp lửng như thế, tao chẳng biết đường nào mà lần cả. Thôi,
Tao về đây, mày nhớ giúp tao nhá. Ok. Loan, Loan. Với ai rồi? Thắm, sao thế? Không nghe thấy mình hỏi gì à? Cậu lấy ai rồi? Lấy... Rồi cậu sẽ biết thôi. Thế còn cậu, đi đâu mà biển biệt ngần ấy năm trời không có tin tức gì thế? Loan, cậu để tang ai thế? Thầy U cậu mất lâu rồi mà. Sang, Sang ơi. Dạ. Lại đây mẹ bảo. Dạ, con chào. Chào cô Thắm. Dạ, con chào cô Thắm. Ừ, cô chào con. Lại đây cô xem nào. Cháu ngoan quá. Nhưng mà mẹ Loan không nói là có cháu ra cùng, thế nên cô Thắm chẳng mua gì cho cháu cả. Cô xin lỗi nhá. Này, cậu khách sáo thế làm gì? Sang, lại đây mẹ bảo. Bây giờ con đi vào trong nhà học bài, để mẹ với cô nói chuyện nhá. Dạ. Này, thằng cu nhà cậu nhìn nó giống ai ấy nhở? Trông quen lắm, nhưng mà mình chưa nhớ ra. Bọn mình ra ngoài kia nói chuyện đi. Ừ. Cậu có thấy thằng Sang nhà mình giống một ai đó không? Cái thời anh Cơ còn làm chủ nhiệm, có một người nào đó hay đến làm việc. Phải rồi, anh Cơ, Vũ Đình Cơ, trước làm chủ nhiệm hợp tác xã Thanh Bình. Ừ. Mấy ngày nay, mẹ con mình đi tìm anh ấy khắp Hà Nội mà không thấy ở đâu. Thắm ơi, cậu có biết anh Cơ đang ở đâu không? Biết chứ. Anh Cơ vừa mới về quê. À, mình nhớ ra cái người hay về làm việc với anh ấy rồi. Ông Trần Sinh, bí thư huyện mình hồi trước, có đúng không? Ừ. Nhìn thằng bé này có nhiều nét giống ông ấy quá. Vậy là cậu đã biết rồi đấy. Khi mẹ con mình ra đến nơi thì mộ anh ấy đã xanh cỏ. Thắm ơi, thằng Sang nhà mình đã vĩnh viễn mất mộ thật rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh đi Loan. Mà sao cậu lại đến được với ông Trần Sinh cơ chứ? Ngày đó mọi người đều biết là Loan đang yêu anh Đắc cơ mà. Cậu có nhớ cái tai nạn mà anh Đắc đã gây ra hồi ấy không? Mọi chuyện bắt đầu từ đó. Sau khi anh Đắc gây tai nạn, mình suy sụp, không biết bấu víu vào đâu. Rồi mình đã tìm gặp anh Sinh. Phải.
Mời vào. Anh. Ơ. Chú ạ. Tôi đang dở việc. Cô xuống phòng khách đợi tôi một lát. Vâng. Nếu anh ký xong rồi em xin nhận lại. Em xin phép. Này. Dạ. Chú biết cô gái đó à? Dạ. Cô Loan, người làng Phương Tú, học cùng trường cấp 2 với cái Hòa nhà em. Hình như trước là bạn của cậu Đắc, lái xe cho anh ấy. Đúng rồi. Tôi cứ tưởng là hai người không biết nhau. Hóa ra trái đất này bé thật. Cô bé này đến xin tôi tìm việc làm chỗ khác. Vâng. Tội nghiệp. Sau khi thằng Đắc đi tù, nó bỏ theo một chàng trai khác. Nay thằng Đắc sắp được về, nó muốn trốn đi một nơi thật xa. Ờ, thế ạ? Đừng nói chuyện này với ai nhé. Vâng, xin anh cứ yên tâm. Em xin phép. Dạ anh ơi. Dạ. Sao đấy chú? Hai cháu cứ ra xe trước nhé. Hình như chú quên cái bật lửa ở mộ. Nhanh nhanh kẻo mưa chú nhé. Cháu đi ạ. Anh ơi, mẹ con em đau đớn quá. Đúng cái ngày anh bị tử nạn thì con chúng mình cũng bị tai nạn, phải vào bệnh viện cấp cứu. Gần một tháng trời nằm trong bệnh viện, em nào có hay tin tức gì. Vậy nên hôm nay em mới đưa con đến đây để tạ tội cùng anh được. Anh hãy tha thứ cho sự trễ muộn này của mẹ con em. Anh xin ơi, nào ai học được chữ ngờ. Sang ơi, con lấy ba đi con. Con hãy nói với ba là con thương ba nhiều lắm đi con. Ba ơi, con phải nằm viện 3 tuần lận đó ba. Con trông ba hoài mà không có thấy ba vô với con. Ba đi đâu vậy hả ba? Ba có hứa, bao giờ ba mua chiếc xe đạp cho con. Đúng là Loan rồi. Còn thằng bé kia, nó giống ông sinh đến lạ luôn. Chẳng lẽ đây chính là chủ nhân của lô đất số 12? Chú thấy bật lửa rồi ạ? Đi, chú ơi. Hả? Có ai đang thắp hương mộ bố cháu thì phải. Không, họ thắp hương mộ bên cạnh đấy. Danh này. Dạ. Mai cháu chuẩn bị xe về quê đón mẹ cháu lên đây nhé. Vâng, để cháu chuẩn bị ạ. Con mình vĩnh viễn mất ba thật rồi. Hãy
anh đã bỏ mẹ con em. Ui, yeah. Quà của con đây. Ui, con Simba. Anh uống cà phê này. Cứ để đấy cho anh. Ui. Kìa Sang, con để yên cho ba nghỉ ngơi đã nào. Đây, đây nhá. Đợt này anh vào với mẹ con em có lâu không? Anh đi họp ở thành phố 5 ngày. Sau đó sẽ xuống tham quan ở viện lúa Cần Thơ. Cần Thơ á? Ôi, thích quá. Cho em đi với. Em cũng muốn xuống Cần Thơ một lần cho biết. Đúng đó. Ba cho con với mẹ đi cùng nha ba. Từ hồi nào tới giờ con chưa biết cấy lúa đâu ba. Về cái việc cấy lúa thì con cứ phải hỏi mẹ con đây này. Thì cũng giống như ngày trước thôi. Chỉ có điều người nông dân bây giờ nhàn nhã hơn nhiều, chứ không như cái hồi ba mới gặp mẹ con đâu. Nông thôn mình bây giờ nhiều thóc lắm rồi. Cả nước từ đồng ruộng đi lên. Em cười cái gì thế? Anh nói chuyện với con mà cứ như là đang giảng giải về chỉ thị nông nghiệp với lại kỹ thuật gieo trồng vậy. Mà có phải anh đang lảng tránh đề nghị của em không? Thế tóm lại, anh có cho mẹ con em đi cùng không? Anh đâu có đi một mình, còn bao nhiêu cán bộ các tỉnh nữa. Em và con không thể đi được. Em biến thành con gà công nghiệp thật rồi. Anh biết em không vui, nhưng em cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa. Đợi đến khi về hưu, anh sẽ công khai mọi chuyện. Anh sẽ đưa hai mẹ con em ra Bắc. Em cũng mong từng phút từng giây cái ngày ấy chóng đến. Anh cũng lên kế hoạch cho hai mẹ con rồi. Ở Cần Thơ về, cả nhà mình sẽ đi chơi Vũng Tàu 3 ngày liền. Sau đó anh sẽ bay ra để chuẩn bị đi châu Âu 10 ngày. Khoan hô ba. Con khoái Vũng Tàu lắm ba. À mẹ ơi. Cái áo phao ba mua cho con hồi trước chưa xài, mẹ để đâu rồi? Con cất ở chỗ nào, làm sao mà mẹ biết được? Chỗ nào? Con nhớ rồi. Em hạnh phúc không? Em hạnh phúc lắm. Cảm ơn em.
Bao giờ mẹ con em được ra Bắc hả anh? Anh đã nói với em nhiều lần rồi. Làm chủ tịch hết khóa này, anh sẽ xin nghỉ hưu. Khi đó anh sẽ công khai mối quan hệ của chúng mình. Mẹ con em không thể cứ chịu thiệt thòi mãi. Em phải có danh phận chính thức. Thằng Sang phải được học hành ở Hà Nội. Em không biết đây thôi. Hiện anh đang nhờ người xây sẵn cho mẹ con em một căn biệt thự xinh đẹp. Chúng ta sẽ sống bên nhau trong căn nhà đó mãi mãi. Thật thế hả anh? Em chẳng còn ai thân thích. Bố mẹ em mất sớm. Chỉ còn mỗi mình anh thôi. Anh đừng bỏ rơi mẹ con em nhé. Em đừng nói linh tinh. Mười mấy năm nay anh đối xử với em như thế nào? Chẳng lẽ em không nhận thấy sao? Em biết mà. Nhưng thỉnh thoảng em vẫn cứ thấy lo lo. Liệu những người xung quanh anh có ai biết gì về chuyện của chúng mình không? Có thể là cậu Cơ. Chú em kết nghĩa của anh là người có thể biết được một chút ít. Anh Cơ, người Thanh Bình phải không ạ? Mà chú ấy cũng chính là người anh đang nhờ lo một căn hộ ở giữa Hà Nội. Cứ nghĩ đến lúc mình được công khai sống với nhau, được chăm sóc em với thằng Sang, anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Chỉ có chú Cơ là người biết rõ mọi chuyện. Nhưng mẹ biết tìm chú ấy ở đâu bây giờ? Bà Thúy Ngân nể tình thông gia tương lai nên thu xếp cho tôi một lô đất ở làng du lịch. Vì thằng Trần Danh đã có một lô rồi, bây giờ tôi mà đứng tên nữa không tiện. Bây giờ anh muốn nhờ chú đứng tên, lo mọi thủ tục, sau đó đứng ra xây dựng giúp. Hết bao nhiêu tiền anh sẽ thanh toán với chú sòng phẳng. Vâng, anh yên tâm, em sẽ làm theo ý của anh. Rồi anh sẽ kể cho chú biết. Anh sắp nghỉ hưu rồi. Nghỉ hưu, anh sẽ nói cho chú tất cả. Chẳng lẽ bao nhiêu công sức đổ vào miếng đất ấy lại tan thành mây khói hay sao? Anh ơi, anh cứ ngồi xuống nước đợi một chút ạ. Vâng, cảm ơn chị ạ. Mà chị này. Dạ. Đến lúc nào tôi mới gặp được chú Bản ạ? Dạ. Chú xong rồi đây. Cháu chào chú ạ. Chào cháu, có việc gì vậy? Dạ. Ta vào phòng chú đi. Vâng.